Ok, xin mến chào tất cả các anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cũng như là giới thiệu mọi người một cái app để chúng ta có thể dùng gỡ những cái phần mềm ở trên Mac một cách sạch. Đấy, nó không để lại những cái file thừa ở trong MacBook của chúng ta. Thì cái phần mềm này nó cũng rất là đơn giản và dễ sử dụng luôn ha mọi người. Đấy, cài cũng rất là đơn giản thôi. Thì trong cái video mình sẽ để cái đường link cài ở bên dưới, mọi người có thể tải về, sau đó chúng ta setup và sử dụng thôi. Thì bây giờ em sẽ demo quay cho mọi người xem cái quá trình để gỡ một cái phần mềm, cũng như là sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn cách để chúng ta có thể cài đặt được cái phần mềm này ha. Rồi, đầu tiên thì bây giờ mời tất cả mọi người sẽ nhìn lên màn hình ha. Thì ở đây em đã cài sẵn cái phần mềm này rồi. Thì cái phần mềm của chúng ta nó có tên là App Liner. Đấy, thì ở đây cái phần mềm này gỡ khá là sạch, cũng như là nó sẽ loại đi tất cả các file thừa trong cái chiếc MacBook của chúng ta. Trường hợp như mọi người gỡ ở trên Windows thì mọi người cũng biết, để gỡ sạch thì chúng ta cũng cần phải gỡ qua những cái app thứ ba. Chứ mọi người gỡ bằng cái control panel ở trên Windows thì nó cũng không sạch được. Và tương tự trên Mac thì chúng ta cũng phải làm như thế thôi. Và đặc biệt là dành cho những anh em nào mà hay cài phần mềm ha, hay gỡ những cái phần mềm mà chúng ta cài đi cài lại liên tục và nó dính những cái file rắc ở trong đó, chúng ta rất là dễ bị lỗi. Thì cái này là một cái cách để chúng ta có thể gỡ đi sạch và chúng ta cài lại cho nó an toàn. Thì như ở đây em sẽ gỡ đi cái app Logic Pro X để sau đó em sẽ hướng dẫn lại cho những anh em cài cái phần mềm này luôn. Và nói liên thuyên thì bây giờ đây mọi người sẽ nhìn ha. Đây là một cái phần mềm làm nhạc ha mọi người. Rồi, đây em đã chọn nó rồi. Thì em sẽ bấm Uninstall ở đây. Thì cái này nó sẽ gỡ rất là sạch ha. Đây, nó sẽ quét ra cho mình tất cả các file nằm ở trong chiếc Mac của chúng ta liên quan đến phần mềm này. Nó sẽ liệt kê ra hết. Và chúng ta sẽ bấm Remove đi. Thì nó sẽ xóa tất cả. Rồi, mọi người sẽ bấm vào đây. Đấy, như em nói thì nếu mà mọi người gỡ bằng cái thông thường ở trong cái phần app của MacBook thì nó sẽ không gỡ sạch ha. Chúng ta phải gỡ qua cái này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ nhập mật khẩu vào để gỡ cài đặt nó đi. Cái này nó gỡ rất là sạch. Mình đã test đi test lại rất là nhiều rồi ha mọi người. Rồi chúng ta bấm. Đấy, tắt nó đi thôi. Như thế là chúng ta đã xóa sạch cái app Logic Pro X ở trên cái chiếc MacBook này. Bây giờ em sẽ gỡ cái app này luôn và sau đó em sẽ cài lại cho mọi người xem. Này, mọi người sẽ vào cái mục ứng dụng, mọi người gỡ nó đi. Đấy, chúng ta bấm chuột phải, bấm vào là chuyển vào thùng rác ha. Rồi, ok. Đấy, như thế là chúng ta đã xóa xong cái app này rồi. Bây giờ mình sẽ gỡ đi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cài lại cái app này. Đấy, mọi người có thể tải cái đường link ở bên dưới. Mình sẽ để đường link bên dưới để mọi người tải về và sau đó chúng ta cài đặt ha. Rồi bây giờ em đã tải về và bỏ ngoài màn hình đây. Cái file này. Rồi bây giờ mọi người cài thì mọi người chỉ cần nhấp đúp vào thôi. Đây. Khi mà nhấp đúp vào rồi thì nó sẽ ra một cái giao diện cái bảng như thế này. Mọi người sẽ cầm kéo nó vào trong cái application là ok. Rồi mọi người đợi một tí xíu thì ở đây nó sẽ có biểu tượng. Cái này chỉ cần mở lên và chúng ta cài vào là chúng ta sử dụng, không cần phải rắc gì hết. Rồi bây giờ mọi người sẽ bấm vào nè. Đó. Nó hỏi mọi người thì mọi người bấm bấm mở lên thôi. Rồi như thế là xong ha mọi người. Đấy, việc cài nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần tải về, kéo thả vào application là chúng ta sử dụng luôn. Đấy, rồi mọi người muốn xóa cái file nào thì mọi người có thể hoàn toàn xóa ở đây ha. Trường hợp có những cái file nó ẩn ở bên cái app ứng dụng, ở ẩn bên cái application đó, nó không có hiện lên trên đây nè. Nhưng mà ở trong cái apps Liner này nó sẽ hiện đầy đủ cho mọi người luôn. Đấy, có những app bị ẩn thì nó vẫn hiện bên đây. Mọi người sẽ nhấp vào cái app đó và mọi người sẽ bấm vào Uninstall là nó bắt đầu nó gỡ hết tất cả các file dư thừa ở trong cái app đó. Ok, và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt cũng như là cách sử dụng cái app.
Thì cái app này mình thấy nó rất là hữu ích cho những anh em nào mà hay cài đi cài lại những cái app liên tục. Đấy, nếu mà chúng ta sử dụng qua cái app này thì quá trình mọi người cài lại những phần mềm mới nó sẽ rất là ok, và nó sẽ giúp cho mọi người hạn chế được rất là nhiều lỗi trong cái quá trình cài đặt. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Những anh em nào chưa có file cài đặt thì có thể xem ở đường link ở bên dưới ha, mình có chia sẻ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau.